Từ vlog sáng ngày hôm nay tôi tranh thủ tôi có một buổi livestream sau khi tôi tiếp khách xong thì tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái nội dung rất là hay trong buổi sáng hôm nay. Khi phiên xét xử chị Nguyễn Phương Hằng diễn ra thì chúng ta thấy rõ ràng có một cái tính pháp lý mà tôi thấy nó rất là lạ. Bản thân ai cũng muốn chờ hết nhưng mà chờ kỳ quá, theo quý vị. Chờ mà sao mà cái người mà thay đổi cái yêu cầu của hội đồng xét xử thì tôi thấy nó kỳ quá. Cho nên cũng chia sẻ với mọi người. Đúng ra là cái phiên tòa xét xử này là mình phải nói về các vấn đề kháng cáo để cho hội đồng xét xử xem xét cái nội dung của mình. Mà mình sao mình đề nghị kỳ quá. Mình đề nghị lên đến cái phần là thay đổi luôn cả hội đồng xét xử nữa. Thì như vậy thì nó có hợp lý hay không? Và quy định của pháp luật như thế nào là thay đổi hội đồng xét xử? Đâu phải mình muốn thay đổi là mình thay đổi đâu quý vị. Cho nên khi mà mình đi ra tòa, nhiều khi cái đề nghị của mình không có đúng đắn, rồi mình đề nghị tòa bác, rồi tòa bác xong rồi mình sẽ có những cái lý do lý cấu này kia, rồi mình nói là hội đồng xét xử là xử không có đúng, rồi hội đồng xét xử là quốc hiếp tôi, rồi hội đồng xét xử là thế này thế kia, hội đồng xét xử là binh cho người này, binh cho người nọ. Nào quý vị, mình phải hiểu pháp luật, rồi mình ra tòa là cái nơi đó là cái nơi nói chuyện về pháp luật. Chứ không phải là ở ngoài phiên tòa là cái nơi muốn nói gì thì nói. Nói không có cơ sở, như tôi nói nhiều lần, nói không có cơ sở tòa bác luôn. Thậm chí khi tòa bác rồi đó, là cái tâm lý của mình là nó không có vững, rồi lúc đó mình sẽ nói tầm bậy hết. Và khi mình nói tầm bậy rồi mình không có làm vững được cái tâm lý của mình, nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình và lời nói của mình, là lúc đó là mình sẽ trôi theo cái con nước, là cái sự việc của mình nó đi vào cái sự quên lãng luôn. Coi như mình nói bậy xong rồi là lúc đó là mình bị quán rồi là tòa hỏi tiếp tục những câu hỏi tiếp theo là mình thua, mà mình thua mình đã là không được, và cái lời tầm bậy là coi như xong luôn ha. Cho nên nhiều người ra tòa đó, tôi khuyên với quý vị nè, bản thân mình ra tòa là mình phải hiểu pháp luật trước cái đã. Bởi vì ở ngoài tòa là cái nơi nói chuyện bằng pháp luật với nhau, chứ không phải ở ngoài tòa là cái nơi mà mình nói chuyện theo cái kiểu ở ngoài xã hội được. Ở xã hội có thể mình nói sai, người ta la mình một chút, người ta rầy mình một chút, rồi người ta chỉ mình một chút thì được. Còn ra tòa là không có chuyện chỉ bảo đây nữa. Ra tòa là để mình tranh chấp với người ta, nhờ ông tòa đứng ra, ông tòa phán xử dùm cho mình đúng pháp luật hay đúng pháp hay là không đúng pháp luật. Thấy không? Chứ đâu phải là phiên tòa là mở ra để mà hướng dẫn mình về luật đâu. Muốn học luật thì đi vô trường học để học luật, ví dụ đại học luật, đúng không? Còn ngoài tòa là cái nơi để mà mình nói chuyện có cơ sở với nhau, chứ đâu phải ra ngoài tòa muốn nói gì nói. Đó là tôi khuyên với quý vị là mình phải hiểu ha, chứ không phải là đã ra ngoài tòa mà đi là giống như mạng xã hội muốn lên nói gì nói. Tôi chia sẻ với quý vị, sáng nay phiên tòa diễn ra vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng có một cái đề nghị rất là lạ lùng. Nhưng một số luật sư cũng thường hay có những đề nghị đó, nhưng luật sư muốn đề nghị như vậy, luật sư phải có chứng cứ. Luật sư không có chứng cứ, luật sư không nên đề nghị. Bởi vì khi mình đề nghị như vậy đó, ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền hạn, và ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự uy tín của cái ông đang ngồi xử mình. Và như vậy thì mình có bị một cái nhìn nó ác cảm từ phía hội đồng xét xử dành cho thân chủ của mình. Cho nên vì vậy khi mà luật sư muốn đề nghị thay đổi hội đồng xét xử đó, thì luật sư cũng phải là cẩn trọng, chứ không phải muốn nói gì thì nói. Vô tình nói như vậy đó, cái ông xử mình, ổng đang ngồi xử ông thân chủ của mình, mà mình đề nghị thay đổi ổng, có phải là mình đang ra một cái đề nghị là bác tư cách của ông tòa hay không? Mà mình bác tư cách của ông tòa, ông thấy sẽ bị giống như là xúc phạm chứ. Và ông ấy là có thể có một cái góc nhìn là thì không thiện cảm đối với thân chủ của mình. Tất cả đều là con người hết, hỷ nộ ái ố tham sân si, tất cả cũng là con người hết. Cho nên là ít nhiều thì cũng sẽ có cái nhìn nó hơi không thiện cảm. Tuy nhiên, để mà được ngồi xét xử một phiên tòa lớn như thế này đó, thì bản thân các vị cũng đã cân nhắc rất là nhiều thứ và mới được cất nhắc vào vị trí ngồi ở đó để xử người khác. Nhưng mà dù sao cũng là con người, người ta cũng có những cái tâm lý của người ta chứ, đúng không? Vậy thì sáng nay tôi nghe một cái lời đề nghị, đó chính là thay đổi hội đồng xét xử. Bởi vì phiên tòa trước đây làm khó, cái chuyện làm khó hay không làm khó là mình phải hiểu pháp luật. Mình hiểu pháp luật rồi thì mình ra tòa mình làm y chang pháp luật quy định thôi, thì đâu có gì đâu mà khó. Còn mình làm cái mà tòa không cho phép,
cái pháp luật không cho phép thì tòa nó bác là đúng. Mà bác đúng thì làm gì có chuyện mà tòa gây khó cho mình, tại mình không hiểu. Mình không hiểu mình làm sai, mình làm sai thì tòa là cái người được nhà nước trao cho cái nhiệm vụ là điều hành phiên tòa và xử của phiên tòa. Mà mình làm sai vậy thì tòa họ không đồng ý mà họ yêu cầu mình làm lại cho đúng. Thì cái đó đâu phải là làm khó. Thì mình bây giờ phiên tòa phúc thẩm mình đề nghị là thay đổi cái người đó với lý do là phiên tòa sơ thẩm đã làm khó mình. Lỗi do mình chứ. Đúng không? Rồi, đề nghị thay đổi hội thẩm hoặc là thẩm phán. Xin thưa quý vị là căn cứ điều 53 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những trường hợp nào mới là thay đổi hội đồng xét xử? Xin thưa quý vị là luật sư đôi khi phải cẩn trọng chỗ này chứ không phải đơn giản là muốn thay đổi là thay đổi, mà một người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mạnh miệng thay đổi ông xử mình luôn, trời ơi, căng vậy. Theo luật nói sẽ như thế nào? Căn cứ điều 53 thay đổi thẩm phán và hội đồng xét xử. Một, thẩm phán hội đồng xét xử phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có nghĩa là cái đề nghị mình nó phải rơi vào các trường hợp này thì ông thẩm phán mới bị thay đổi. Còn không thuộc trường hợp luật định là không thay đổi. Nha quý vị. Vậy thì sinh viên luật như thế nào đây? Sinh viên luật phải nghiên cứu thật kỹ. Sinh viên luật nghiên cứu chưa kỹ là tòa bác là đúng. Bởi vì luật sư rồi đó mà người ta đôi khi còn phải cẩn trọng. Nha. A là trường hợp quy định tại điều 49 luật này. Vậy thì mình quy chiếu về điều 49 coi nó nói cái gì. Điều 49 nói nè: người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp như sau: đồng thời là bị hại đương sự, là người đại diện, người thân thích của bị hại đương sự hoặc là bị can bị cáo. Trong hội đồng xét xử sáng nay thì đâu có người nào là bị hại đâu, cũng không có người tham gia với vai trò là đương sự khác nữa, cũng chẳng có người nào là người đại diện, người thân thích của bị hại cả. Vụ án này không có bị hại đương sự hoặc là người của bị can bị cáo thì phiên tòa này cũng không chứng minh được là các hội thẩm hoặc là các thẩm phán là người thân thích của các bị can và bị cáo. Thứ hai, đã tham gia với tư cách là người bào chữa, các vị này là không là người bào chữa bởi vì người ta là thẩm phán từ lâu rồi. Người làm chứng cũng không phải, người giám định cũng không phải, người định giá tài sản cũng không phải, người phiên dịch, người dịch thuật cũng không phải luôn. Thứ ba, có căn cứ rõ ràng để cho rằng họ có thể không vô tư khi làm nhiệm vụ. Chỗ này là chỗ nhạy cảm. Để chứng minh được chỗ này đó thì mình phải có được ghi âm, ghi hình hoặc là mình phải có được những bằng chứng cụ thể nào đó mà có một cái sự trao đổi qua lại giữa những người là hội đồng xét xử với bị can, bị cáo hoặc với những người có liên quan mà nói về vụ án sắp diễn ra thì mới gọi là có căn cứ rõ ràng để cho rằng họ có thể không vô tư và không khách quan. Còn cái chuyện giữa bị can, bị cáo với thẩm phán, bản thân trước đây đôi khi họ lại là bạn của nhau thì thẩm phán gặp bị can, bị cáo để hỏi vụ việc trong quá trình giải quyết vụ án, chuyện đó là bình thường. Nha quý vị, mình phải hiểu vấn đề chứ không phải mình thấy ông thẩm phán đó đi mời bị can, bị cáo lên, ông thẩm phán đó mời người làm chứng lên để trao đổi, để lấy lời khai mà cho rằng là họ không vô tư khách quan là không đúng. Bởi vì họ đang tiếp xúc với vai trò một bên là thẩm phán, một bên với vai trò là đương sự trong vụ án. Thì họ có quyền gặp nhau để trao đổi về vụ án diễn ra là đúng. Nhưng mà những cái gì ngoài những cái công việc của cái hồ sơ vụ án, ngoài những cái gì trong cái nội tình của vụ án mà họ trao đổi riêng với nhau, mà thân mật với nhau, thì cái đó mới là không vô tư, không khách quan. Hoặc là trao quà cho nhau, thì cái đó mới là không vô tư, không khách quan. Còn đằng này giữa một bên là thẩm phán, hội đồng xét xử, một bên bị can, bị cáo, người làm chứng, họ có quyền gặp nhau để nói về tình tiết của vụ án, để làm rõ tình tiết của vụ án ra, thì cái đó không thể nào nói rằng là có thể không vô tư khách quan. Mà trong hồ sơ sáng nay thì tôi thấy rõ ràng tại phiên tòa chưa có bất kỳ một bài báo nào đưa lên nội dung rằng là hội thẩm nhân dân hoặc là hội đồng xét xử là có những tình tiết không khách quan, không vô tư. Như vậy điều 49 là không căn cứ để mà bác tư cách của ông thẩm phán được, không thay đổi được. Vậy thì còn những cái gì nữa hay không? Chúng ta tiếp tục nè. Căng quá, căng quá. Rồi điểm A coi như là bác rồi, không có thể nào mà dùng điểm A để mà thay đổi hội đồng xét xử được. Điểm B, họ cùng trong một hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau. Mình không chứng minh được giữa các vị hội đồng xét xử sáng nay là ba vị,
một vị nam hai vị nữ. Những người đó là những người thân thích với nhau là không chứng minh được. Mà bản thân tòa cấp cao là người ta đã, trước khi mà bổ nhiệm thẩm phán nào để tham gia xét xử đó, là người ta đã có cái sự rà soát về nhân thân hết rồi. Một phiên tòa lớn như thế này, nổi tiếng như thế này, thì có thể nào mà ông chánh án của tòa cấp cao lại làm cái chuyện mà vi phạm tố tụng? Quý vị thấy không? Không có cơ sở để chứng minh chuyện này. Rồi, đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc là phúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên, thư ký tòa án, hoàn toàn lại không nữa. Bởi vì đây là phiên tòa phúc thẩm. Mà phúc thẩm là xử ở cái phiên, mà sơ thẩm là xử ở phiên tòa là tòa án thành phố. Còn đây là phiên tòa phúc thẩm xử tòa cấp cao. Các vị này họ đâu có xử ở sơ thẩm đâu, mà tôi là cái người tham gia phiên tòa sơ thẩm của chị Hằng. Chỉ có một thẩm phán là thắng thôi, xử vụ này thôi. Thì ba cái vị đang ngồi xét xử hơn sáng nay đó không phải là cái người xử sơ thẩm. Bởi xử sơ thẩm có người một mà. Vậy thì rõ ràng đâu có đủ cơ sở là họ đã từng xử sơ thẩm trước đây đâu, đúng không? Hoặc là tiến hành vụ án đó với tư cách là điều tra, hoặc là cán bộ điều tra hoặc kiểm sát viên, họ không phải luôn. Bởi vì họ đã là thẩm phán lâu rồi thì làm gì có chuyện họ trước đó là họ làm điều tra viên trong vụ án đó nữa. Mà vụ án này mới cách nhau có chừng vài tháng thôi thì làm gì có chuyện trước đó là điều tra viên bây giờ mới là thẩm phán. Cũng là điều vô lý. Cho nên là khoảng 1 là điều 53 là thay đổi thẩm phán hội đồng nhân dân của hội đối xử là không có cơ sở rồi đó. Coi điểm 2, điều 2 có không? Việc thay đổi thẩm phán hội thẩm trước khi mở phiên tòa do chánh án hoặc phó chánh án tòa được phân công giải quyết vụ án quyết định. Việc thay đổi thẩm phán hội thẩm tại phiên tòa do hội đồng xét xử quyết định trước khi bắt đầu xét hỏi bằng cách biểu quyết tại phòng nghị án. Thì sáng nay hội đồng xử họ cũng nhận được thông tin, cũng trời ơi, từ một cái người đề nghị thay đổi hội đồng xét xử vì phiên tòa sơ thẩm đã làm khó mình. Hội đồng xét xử nhận thông tin xong chắc cũng là hơi hoang mang chút, vô nghị án liền, trong cái phòng gọi là phòng nghị án, nghị án liền. Trời ơi, thông tin gì vậy? Thông tin này hơi bất ngờ luôn. Cả một cái phiên tòa diễn ra sơ thẩm, có tôi tham gia, bao nhiêu luật sư ngồi tham gia phiên tòa đó, không có ai có ý kiến gì về cái tư cách của ông thẩm phán hết. Có nghĩa là vụ án đã được xét xử một cách nó rất là công khai, và tòa án thành phố người ta đã cử thẩm phán rất là có chuyên môn để mà xét xử một phiên tòa nó lớn như thế này, được mọi người biết đến như thế này, thì không lẽ người ta để đưa ra một thẩm phán mà lại phải bị thay đổi. Quý vị thấy không? Vụ án chị Hằng là vụ án mà được rất người đông đảo, người dân hâm mộ, hoặc là những vị luật sư chuyên môn, hoặc là các vị khác tham khảo vụ án này để mình rút ra cho mình những cái bài học về cái kinh nghiệm xử lý công việc. Thì không thể nào nói rằng là tòa án cấp cao hoặc tòa thành phố họ lại đưa ra một cái quyết định là cử người không đúng, đúng không? Cho nên là sau khi mà nhận được cái thông tin là đề nghị thay đổi thành viên của hội đồng xét xử là tôi thấy là cũng căng rồi. Hội đồng xét xử xong, nhận thông tin xong rồi, hội đồng xét xử vô nghị án liền. Trời ơi, thông tin gì đây, thông tin lạ quá, mà đưa nó miệng thôi, không có chứng cứ, không có chứng cứ như tôi vừa mới phân tích. Căn cứ điều 53, điều 49 bộ luật tố tụng hình sự không có cơ sở, nhưng mà đưa ra thì nguyên tắc là phải là phải ngồi bàn lại, hội ý lại trong phòng nghị án thôi, đó là nguyên tắc rồi. Nghị án xong rồi người ta ra buông một câu đúng pháp luật, không có cơ sở, bác, ngắn gọn, nhanh gọn lẹ luôn. Ra tòa là phải có cơ sở, ra tòa phải có chứng cứ, chứ không thể nào nói rằng do phiên tòa sơ thẩm là làm khó tôi, cho nên là bây giờ đề nghị phiên tòa phúc thẩm là đổi tư cách của ông đó. Xin thưa rằng cái đó là vô tình, mình đã làm cho hội đồng xét xử có cái nhìn nó không thiện cảm đối với mình, chứ không phải là do người ta ghét bỏ gì mình đâu, mà bản thân mình đã làm cho người ta có gọi là không thiện cảm. Người ta được nhà nước cử, chỉ định, quyết định để tham gia xét xử cái phiên tòa này là làm theo cái quyền lực của nhà nước trao cho ông thẩm phán để xét xử. Người ta thực hiện cái công quyền của nhà nước giao nhiệm vụ là để làm, mà mình lên mình nói một câu ngắn gọn đề nghị thay đổi bởi vì là phiên tòa sơ thẩm làm khó mình. Trời đất ơi, mình là ai vậy? Từ trường hợp mình có chứng cứ là hội đồng xét xử đó
có yếu tố, có căn cứ rõ ràng là họ không khách quan thì mình mới có quyền thay đổi. Hoặc là họ vi phạm các điều khác, ví dụ đã tham gia phiên tòa sơ thẩm với tư cách là ông thẩm phán, hoặc đã tham gia phiên tòa đó với tư cách là cán bộ điều tra kiểm sát viên thì họ mới bị thay đổi chứ. Mà xin thưa quý vị, khi mà bổ nhiệm các vị này để tham gia phiên tòa này là tòa án cấp cao người ta đã xem xét về tư cách hết rồi, người ta mới bổ nhiệm để xử chứ. Bộ mặt của ngành tòa án mà. Trời ơi, tôi nghe thông tin đó xong rồi tôi tá hỏa tâm tinh luôn, tôi giật mình luôn. Xin thưa quý vị là trong lúc hành nghề, tôi cũng có nhiều lần tôi đề nghị thay đổi, nhưng phải cân nhắc trên chứng cứ tôi đưa ra là có cần thay đổi hội đồng xét xử hay không. Mà khi mình nói như vậy đó là mình phải có cái cơ sở của mình, bằng chứng của mình có. Ví dụ mình lập vi bằng được nè, mình có hình ảnh được nè, mình có ghi âm được nè, mình có cái hồ sơ của nhân thân được nè, mình cung cấp cho tòa thì tòa mới thay đổi. Chứ đâu phải muốn nói tại tôi thích, bởi vì phiên tòa sơ thẩm làm khó tôi quá, tôi không thích nữa, tôi muốn thay đổi. Xin thưa là không. Ha. Luật ban hành để xử lý trong cái pháp luật tố tụng này là dành cho 100 triệu dân, người nào cũng như người nào hết. Không phải vì mình không thích, không phải vì mình bị làm khó mà mình có được cái quyền cao hơn người khác là đề nghị thay đổi hội đồng xét xử. Đúng không? Ai cũng như ai hết thôi. Học lại luật đi nha. Tôi nhớ một câu tại phiên tòa sơ thẩm chị Hằng nói rất là hay. Thì học lại luật đi. Việc học rất quan trọng nha quý vị. Đôi khi việc học rất quan trọng. À, cái câu đó là tôi rút ra từ nhiều cái người nói lắm. Mình thấy vậy đó. Nhưng mà nhiều người nói là không cần đi học đâu, bởi vì sau này cũng làm có tiền là được. Xin thưa, làm có tiền là giàu. Còn tri thức nó là cái phải học. Mà cái tri thức nó quyết định về nhiều thứ lắm, trong đó về cốt cách con người nữa. Cho nên việc học rất quan trọng nha quý vị. Việc học rất quan trọng. À. Ồ, trời ơi, tôi nghe xong tôi tá hỏa tâm tinh luôn. Cái gì vậy? U là trời, thay đổi cả hội đồng xét xử. Nhức đầu. Còn nhiều tình tiết khác nữa mà tôi chưa tiện nói, bởi vì tôi mới vừa tiếp khách xong tôi cũng mệt. Tôi sắp có khách nữa nhưng tôi cũng mệt. Tôi nói ngắn gọn thôi quý vị. Vì tôi thấy là tối nay đi, tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhiều thông tin pháp lý nữa. Ha. Rồi đó, mình không nắm pháp luật, rồi cái mình ra tòa mình là không đúng, tòa la mình, tòa bắt mình phải làm lại. Rồi xong rồi lúc đó mình có cái ác cảm với tòa. Tại sao tòa lại thương người này, tại sao tòa bỏ người kia? Không phải, tòa làm việc rất khách quan. Đúng không? Người ta làm gì cái sự nghiệp của người ta, người ta làm gì là được nhà nước giao phó nhiệm vụ. Bên nào thắng, bên nào thua không quan trọng đối với tòa. Tòa chỉ xử theo pháp luật thôi. Người này đúng, tòa xử đúng. Người kia sai, tòa xử sai. Thế thôi. Chứ ông tòa ông đâu có ghét người nào với bỏ người nào đâu. Bản thân mình không biết mình làm sai thì tòa la là đúng. Tòa có quyền là quản lý cái việc điều hành phiên tòa mà. Mình là không đúng, mình bị la là đúng rồi. Đúng không quý vị? Trời đất ơi. Nghe xong rồi tôi bật ngửa luôn, thiệt, báo đăng lên cái tôi bật ngửa luôn. Bản thân tôi ra tòa mà tôi nhiều khi tôi cũng đề nghị là thay đổi, tôi phải cân nhắc, đắn đo dữ lắm. Bởi vì chứng cứ mình đưa ra mà không có đủ cơ sở đó, là tòa mà bác chứng cứ mình một cái đó, ảnh hưởng đến thân chủ của mình nữa. Đúng không? Mà với cái kinh nghiệm của tôi làm việc, tôi tốt nghiệp, tôi làm việc đến hôm nay tôi cãi bao nhiêu phiên tòa rồi đó. Và tôi còn cẩn trọng khi mà tôi đề nghị. Mà đang ngồi trên học ghế nhà trường, học còn chưa xong nữa mà đề nghị thay đổi luôn. Cho nên tôi mới nói việc học rất quan trọng nha quý vị ha. Đừng có tưởng dở nha. Mặc dù những người có tiền đó, họ giàu thiệt đó, nhưng mà tôi nói lại nè, nói gì thì nói, việc học rất quan trọng nha. Có chị Trần Ngọc Thạch mới hỏi là cho hỏi là trong phiên tòa luật sư phản biện tối đa bao nhiêu phút. Không có bất kỳ một quy định pháp luật nào bắt buộc luật sư là phải nói tối đa bao nhiêu phút hoặc tối thiểu bao nhiêu phút hết. Cái quan trọng là luật sư nói làm sao phân tích rõ vấn đề ra và không nói lặp lại ý là được. Khi lặp lại ý, đôi khi nói nhiều quá, mình lặp lại ý thì mình sẽ được hội đồng xét xử là nhắc nhở.
ha. Nhưng mà nhắc nhở xong rồi mình sẽ cố gắng mình nói tình tiết khác để cho nó qua được cái khúc đó để mình lấy tinh thần lại thôi. Nói chung là nguyên tắc của phiên tòa là không có giới hạn về thời gian dành cho luật sư và các bên tham gia tranh tụng với nhau. Nghe quý vị. Thì ghê quý vị, còn nhiều tình tiết khác nữa mà tôi đọc xong rồi tôi cũng tá hỏa tâm tinh luôn. Thôi thì để tối nay đi, tôi hôm nay tôi làm việc xong rồi tối nay tôi có thời gian đó, tôi sẽ phân tích các tình tiết khác cho quý vị. Chứ tôi thấy là cái chuyện này nó căng dữ lắm. Tôi nghe xong rồi thay đổi nhiều khi không biết một chút rồi tối về ra khỏi phiên tòa xong rồi nói nó xấu người ta thế này thế kia nó cũng mệt. Bởi tôi mới nói nhiều khi á, chuyện học quan trọng lắm, không đơn giản đâu nha quý vị. À, có một anh chị hỏi tôi về cái chỗ chị Hằng hả? Không, chị Hằng sáng nay đẹp mà. Không, chị Hằng thì tối nay mình phân tích chị Hằng, nó có đẹp mà. Không, ra cười tươi như hoa luôn. Trời ơi, tôi nghe cái thông tin đổi hồi mới sự đó. À. Trời ơi, tôi nghe xong rồi tôi tá hỏa tâm tinh luôn. Hồi sáng này chỉ có một cái tình tiết đó thôi đó, mà tình tiết khác nữa thì cũng có nhiều lắm, nhưng mà liên quan đến phần chỗ chị Hằng với anh Quân, rồi nó có liên quan đến các cái tính pháp lý khác nữa. Thì tối nay đi, tối nay tôi sẽ phân tích cho quý vị hiểu hay quý vị ha. Rồi thôi, chúc quý vị buổi trưa thật là ngon giấc. Tôi có khách rồi, xin hẹn tối nay vào lúc khoảng là 20:30, tôi sẽ phân tích về cái tình tiết của vụ phiên tòa hôm nay. Xin chào quý vị, xin hẹn gặp lại.